Please join me to welcome the 2023 Arctic White CA Corvette. First time in the Vietrider history that the car got towed to the house. Mời quý vị đón xem chiếc xe màu trắng 2023 Corvette. Lần đầu tiên trong Vietrider là chiếc xe chở tới nhà, chứ không phải là mình lái về. Chiếc xe này chở từ bên Texas chở qua. Để coi xuống nè. Lần đầu tiên mình thấy chiếc xe chở tới rồi nó hạ xuống luôn. First time I see the car delivered to the house. And you know, they back it down from the trailer. I never see that before in person. It's the first time. Also the first time in the Vietrider history too. That the car came to the house by the trailer. Congratulations, Elon. Take a walk around the car, okay? This is the car, the Arctic White 2023 C8 Corvette Coupe, okay? 1LT car. Đây là chiếc xe mới nhất trong ngày hôm nay. Ever, the new car. Joy, the rally, first time ever. Cái này là lần đầu tiên luôn á, chiếc xe này gặp mặt những chiếc xe của anh em Vietriders mình lần đầu tiên. Look. Look at this morning, it's still so cold. It's the icy spot on the car. Yeah, somebody is sáng này rất là lạnh, trời rất là lạnh luôn. Look, you see. Thấy trên xe nó có dính tuyết. Rồi tối cũng như nó sương mù xíu, cái nó giống có tuyết trên xe nó rất là lạnh. See, I can ride. I love you. I love you. Tell you how cool it is. Rồi, chúc mừng chị luôn. Một chiếc xe mới tan tan đề máy lần đầu tiên nè. Chúc mừng chị, quá ư là tuyệt vời. And con trai chị nè, and her son. Oh my god, look at the car. Coi chiếc xe này nè. Nó còn mấy cái giấy bảo vệ luôn, chưa có tháo xuống luôn á. Rồi nè, mấy cái protection film này nó còn giống như chưa gỡ mạc đâu mà. Chiếc xe mới trên Texas chạy về bữa hôm qua là nằm trên xe chở về đó. Bữa nay là ngày đầu tiên lăn bánh ở xứ mình. Đó, vậy ngày đầu tiên lăn bánh của xứ mình luôn á. Xe mới tàn tàn bao nhiêu mai em? 6 mai à, 7 mai. Xe có 6 7 mai rồi. Mới tàn tàn tàn. Chúc mừng. Chị mình là chị đầu tiên lái xe mô tô Sài Gòn ha. Ở nhà còn chiếc xe mô tô Sài Gòn nữa, mình đã quay rồi. Là chị mua hai chiếc một lúc, vừa chiếc xe này vừa chiếc xe mô tô Sài Gòn. Để mình chạy một vòng cho mấy anh em coi ha. Để mình quay một vòng, đứng im đó, để mình quay một vòng bên ngoài, mở trước mở sau cho này. Cho mấy anh em nhìn thấy. Đó, mở cái cốp với cái đồ ra cho mấy anh em thấy. Đi một vòng quanh chiếc xe. Chiếc này là chiếc 2023 nha. Corvette. Stingray Corvette. Mới tan tàn tàn, mới có 6 mai, nói chung. Mới trở về tới nhà nó còn dơ. Chứ thật sự là chiếc xe này mới storage compartment. Mới trở về nhà nó còn dơ, chưa rửa lần nào luôn mà. Chưa rửa lần, bữa nay là ngày đầu tiên mới chạy ra đường. Đó, cái máy nó nằm bằng sao nha. The engine, they call it mid-engine, the engine sitting in the back. Đó, okay. 2023. Hello anh Đạo. Đó là ông chủ của chiếc xe. Đó, quá tuyệt vời. Đây. Bản số tạm thời không? Của Arlington, Texas. Arlington, Texas nha. Bữa qua là chở về. Bữa nay mới tới đây. Đó, đi một vòng cho mấy anh thấy chiếc xe. 2023 Corvette Stingray. Cho chị đại của mình. Chị Đại thích màu trắng, chị Đại đã làm toàn ước mơ là màu trắng. Nhưng mà chiếc xe mô tô của chị màu đen. Từ chị đổi, đừng có lo, chị đổi đi lẹ. Good morning, good morning. And this chị. Is her motorcycle, so she bought it this week too. She haven't ride one time yet. Cái này là xe của chị. Anh Đạo đó nè. Mới mua từng này luôn, chưa có chạy lần nào luôn đó. Let's start up to hear how it sounds. We got the exhaust. It sounds really good. Short exhaust. It sounds really good. Woo! Let's listen to it. Okay. Sounds amazing. Chị Loan là người phụ nữ đầu tiên trong Vietrider Group lái motorcycle. Lúc trước chị có chiếc Rebel 500. Rồi nói chung chị chơi nhỏ, chị muốn chơi Harley. Chiếc này là chiếc Harley đầu tiên của chị. 883 Sportsters.
chỉ là người gan dạ nhất lái xe mô tô đầu tiên trong group. Amazing. Sáng nay em the car that came this morning to welcome tôi the new car. Rider for red. Đây là những xe sáng nay để tới đón mừng chiếc xe của chị Lo. Tại vì hôm nay trời rất lạnh, bởi vậy nó chỉ có một số anh em tới được, còn một số anh em chưa có lấy xe ra, còn rất là lạnh. Chiếc xe Corvette mới nhất, mới về từ Texas bữa hôm qua các bạn nè, mới trở về từ Texas bữa hôm qua. Trên xe luôn, bữa nay lần đầu tiên hạ chân xuống ở vùng Islamedo lần đầu tiên. Bữa qua là nằm trên xe thồ, trở mới về tới đây đó. And the yellow Corvette, hả? Phải đợi giờ về Việt Nam xong đó, mình đổi giờ khác. You can't capture in the video, bro. Có mấy anh em muốn đổ xe nữa rồi. Qua bất công surprise. Anh em muốn đổ xe hoài hoài. Tuyệt vời. Look at today, this morning. And here is the XO love it, Corvette. Love it, man. With so a lot awesome. Of heart decoration. Look at that, look it looks that. Really cool, really cool. I really like love this car. And here is the some of the videos I wrote with the XO Corvette. Amazing car. You guys can see it. I think it's amazing. Còn đây là những đoạn phim mình chạy chiếc xe XO Corvette để cho anh em coi nghe. Những xe này gắn rất nhiều trái tim. Nói trong trang trí thấy lạ, thấy đẹp. Mình thấy thích, đối với mình rất là thích. Anh em đón xem nha. Sáng nay. Long time no see. Welcome back. Home sweet home, bro. Yeah, welcome home sweet home. 2023 Toyota Supra nha. Tuyệt vời. Đây là chiếc lâu quá nhớ anh em quá. Lâu quá. Quá tuyệt vời. Lâu quá nhớ anh em. Wait, the window down. Chị Loan, xe mới nhất trong ngày quay hôm nay. Quay cửa sổ xuống. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Awesome. Đây là chiếc Accelerate Yellow window của nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo. The window down. Trong của Thảo lái ngày hôm nay. Tuyệt vời, tuyệt vời, bro. Còn đây là chiếc xe Corvette mua trầm của anh sĩ. Chiếc xe này hạ mua xuống rất là sexy. Awesome, chúc mừng bro. Gia đình chị Loan với chiếc xe mới awesome, nhất 2023. Thank you for watching, love you.